chương 601, luận đạo. Rời nhà chủ điện một bóng người không thấy, quản thành nghi hoặc không thôi, ngược lại đem ánh mắt đặt ở đại điện phía sau, ở trời nhà tổ nhai trước còn có một ít rơi rất tan tác không hề quy tắc từ đường cung điện, quản thành do dự một lát sau trực tiếp đi vào. Nhưng ly phó vừa mới đi ra cái kia từ đường lại không ở nơi này, quản thành một đường thâm nhập, lại vẫn như cũ không có nhìn đến dân cư, quản thành khoách khai linh thức muốn tìm được trời nhà tu sĩ, nhưng kết quả vẫn là giống nhau, từ đường cung điện nội rỗng tuyết. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quảng Thành lúc này mới nhớ tới, từ bọn họ trở lại rời nhà, ly phó liền không còn có xuất hiện qua. Có cổ quái. Đột nhiên, Quảng Thành biến sắc, nháy mắt trốn vào hư không, đem tự thân hơi thở tất cả ẩn tàng rồi lên, cũng liền ở ngay lúc này, sắc mặt tái nhật ly phó lúc này mới từ cung điện phía sau chậm rãi đi ra, trong hư không Quảng Thành đồng tử co rụt lại, hắn thấy được ly phó trên cổ màu đen dấu tay. Ly phó vẫn chưa phát hiện trong hư không Quảng Thành, thẳng đến hắn đi xa, Quảng Thành lúc này mới từ hư không đi ra, hắn nhìn hoa mắt phó đi tới phương hướng, lại là vài tòa hoang vắng tiểu sơn quảng thành cao mày phi thân rơi vào trong đó nhưng ở hắn vừa mới đi vào một cái chớp mắt lại bị một dũng mà ra mùi máu tươi bao phủ ngọn núi này thế nhưng chỉ là một khối vỏ rỗng mà ở sơn bên trong thế nhưng là chồng chất thi thể này đó thi thể vết máu chưa khô hơi thở thượng tồn hiển nhiên đã chết không bao nhiêu thời gian chỉ là làm quảng thành khiếp sợ chính là nơi này quả thực chính là thây sơn biển máu nơi xa hố to trung lọc vào trong tầm mắt có thể đạt được tất cả đều là thi cốt thành đôi máu chảy thành sông nhưng mà nhưng vào lúc này một cổ âm phong thổi qua một đoàn màu đen hơi thở đột nhiên từ hố to nổi bốc lên dựng lên nó hóa thành mơ hồ hắc ảnh há mồm nuốt vào vô số tinh huyết họa tào thật ni ma ghê tởm quảng thành kêu lên quái dị hơi thở ngoại lậu không hề che giấu đứng ở thi đôi thượng hắc ảnh nháy mắt quay đầu xem ra nó nhìn chằm chằm quảng thành nhếch miệng y tiểu lộ ra lành lạnh răng trắng thặc thặc cười quái dị nói ngươi tu vi không tồi như vậy cường đại nhiệt huyết tinh khí tất nhiên mỹ vị vô cùng tới, làm ta ăn ngươi. Hắc ảnh hưng phấn không thôi, thế nhưng hướng tới Quảng Thành nhào tới. Gây tẩm. Quảng Thành nhíu mày thấp mắng, độ một cảnh hơi thở nháy mắt bùng nổ, hắn một quyền oanh ra, trực tiếp xốc bay hắc ảnh. Hắc ảnh nhào vào thi đôi trung, thế nhưng trực tiếp xuyên thấu thi thể, những cái đó máu cùng thịt nát vẫn chưa ở này trên người lây dính mảy may. Quảng Thành tức khắc biến sắc, phun ra hai chữ tới. Hồn thể. Khạch khạch, ngươi huyết nhục chính là mỹ vị vạn phần A, nếu bị ngươi thấy được ta chân thân, vậy trách không được ta nha. Hắc ảnh nhếch miệng cười to, thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau nhanh chóng biến mất, lại lần nữa xuất hiện khi đã là quảng thành trước mắt. Hắc ảnh duỗi tay hướng tới quảng thành chộp tới, màu đen móng tay giống như sắc bén đoạn kiếm giống nhau tản ra âm trầm lạnh lẽo, còn chưa đâm tới, liền bức bách quảng thành long hồn kích động. Tạch. À. Hắc trảo xẹt qua, trực tiếp xé rách quảng thành quần áo, một cây thâm có thể thấy được cốt trảo ngân thình lình hiện lên, nhưng làm quảng thành khiếp sợ chính là, này công kích thế nhưng thẳng bức linh hồn. Lúc này Quảng Thành Long hồn rung lên, thế nhưng bị hắc ảnh xé suýt nửa thoát ly hư không nói thân. Nima ma. Hắc ảnh quá mức quỷ dị, hơn nữa chỉ dựa vào mượn hồn thể căn bản vô pháp cảm giác cảnh giới, Quảng Thành còn phải bảo vệ Hồ Tiên Nhi hai người, lập tức cũng không dây dưa, ở bị hắc ảnh một chân đá phi sau hắn dựa thế bạo lui, trực tiếp xé rách hư không hướng tới nơi xa chạy đi. Hắc ảnh chậm rãi đi ra tiểu sơn, ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên người, làm hắn bộ dáng rõ ràng lên. Giống như năng lượng giống nhau bóng người hồn thể, toàn thân năm đen, tự hồ ngay cả quan mang đều có thể cắn nuốt giống nhau, mà kia một đôi sâu không thấy đáy màu đen con ngươi, tất càng có vẻ nhiếp nhân tâm phách. Hắn rất xa nhìn chăm chú vào quảng thành rời đi phương hướng, mở miệng nói, ba ngày sau, ta muốn ngươi mang 10 vạn tu sĩ tới ly gia tộc mà, không tiếc bất luận cái gì đại giới. Vừa mới đi vào một gian điện phủ ly phó toàn thân trung lên, chợt thông thả gật đầu, gian nan mở miệng nói, là, tổ tiên. Tiểu viện nội, quảng thành đột nhiên phá không mà ra, hắn thiếu hụt quần áo quá mức với bắt mắt, chọc đến nhị nữ thần sắc đại biến phát sinh cái gì? Hồ Tiên Nhi trong lòng cực độ bất an, vội vàng hỏi. Không kịp giải thích, trời nhà có cổ quái, chúng ta này liền rời đi. Hảo! Y tiểu nhẹ nhàng thở ra, nàng cùng Hồ Tiên Nhi bị quản thành linh lực bao vây lấy, nháy mắt trốn vào hư không? Ly gia tộc mà ngoại núi non trung, quản thành ba người lần lượt bước ra, quản thành nhìn hoa mắt gia tộc mà, nhíu mày nói, về trước tội thành. Liền ở quản thành ba người rời đi sau không lâu, một cái trọng đại tin tức đột nhiên từ Tây Vực nhanh chóng khuếch tán mở ra. Ba ngày sau ta rời nhà mở rộng ra động phủ, quản mời thiên hạ tài tuấn, cùng luận đạo. Tin tức này truyền ra đi sau rất nhiều người đều vì này chấn kinh rồi. Ngay cả mất đi thủ lĩnh đại địa môn cùng Tây Thiên Giáo đều sủng sủng muốn động, hiện giờ bọn họ không có thần cảnh tu sĩ tọa trấn, sớm hay muộn sẽ bị thế lực khác gồm thâu, cùng với ngồi chờ chết, chi bằng trước leo lên rời nhà này viên đại thụ. Đến nỗi một ít tiểu gia tộc thế lực, bọn họ càng là cầu mà không được, Tây vực tam đại gia tộc tam tộc đại hội kết quả tất cả mọi người rõ ràng, hiện giờ rời nhà thực lực hiển nhiên vượt qua mặt khác hai đại gia tộc, đây là cường giả hào ứng lực. Trong lúc nhất thời, Tây vực chấn động, cơ hồ có uy tín danh dự thế lực đều hướng tới rời nhà nơi kia phiến núi non hội tụ mà đi, mấy ngàn dặm cuồn cuộn vô ngần núi non nháy mắt kín người hết chỗ, trừ bỏ một ít thế lực ngoại, tán tu số lượng cũng cực kỳ kinh người. Rất nhiều người đều ôm bay lên cành cao biến vượng hoàng ý tưởng đi tới nơi này, chờ mong rời nhà ưu ái. Xem ra tương lai Tây vực ba chân thế chân vạc cục diện sẽ hoàn toàn thay đổi, rời nhà không hề điệu thấp rời nhà thả ra luận đạo đại hội tin tức sau phong gia hạ gia đều không có động tác, theo ý ta tới đã xem như chịu thua, xem ra hiện giờ rời nhà sớm đã bất đồng với ngày xưa, hoàn toàn thay đổi. Thật là chờ mong a. À. Nghe nói rời nhà hai vị tiểu thư một cái sau một cái xinh đẹp, lần này có lẽ có thể một thấy phương dung. Ngươi không phải tới luận đạo, tìm kiếm đại đạo tối cao cảnh giới. Hại. Ta nào có như vậy lợi hại, ta chính là đơn thuần háo sắc mà thôi. Cũng là, nói không chừng rời nhà gia chủ coi trọng ta, mời ta làm tới cửa phò mã gia cũng nói không chừng. Nôn. Núi non nội nhân thanh ồn ào, ngắn ngủn không đến nửa ngày thời gian liền đã khoảng cách 10 vạn nhiều người. Bất quá khoảng cách luận đạo đại hội mở ra còn có hai ngày thời gian, lúc này sớm đã đã đến tu sĩ cũng hoàn toàn không sốt ruột, một đám lưu dị thường vui vẻ. Tổ tiên, kết giới ngoại tụ tập tiếp cận 10 vạn nhiều người. Từ đường thần tượng truyền đến đạm mạc chi âm, ba ngày sau lại mở ra kết giới, làm tốt chuyện này sau, ta liền làm ngươi nữ nhi khôi phục như lúc ban đầu vốn là thần sắc ảm đạm ly phó nghe thế câu nói tức khắc hai tròng mắt sáng ngời trịnh trọng gật gật đầu lão nhị lão tam này hai ngày tới rời nhà có một đại sóng đồ bổ ta chờ bị bắt sớm ngày thức tỉnh hiện giờ chỉ có thể như vậy tồn tại hảo chương 602, sôi nổi tất đến đêm khuya hạ phong hai nhà tổ tự nội đột nhiên từng người bay ra lưỡng đạo hắc ảnh cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể biến mất ở dưới bầu trời rời nhà luận đạo đại hội tin tức truyền ra đi sau hạ phong hai nhà cũng không bình tĩnh hạ gia còn hảo rốt cuộc còn có hạ vĩ sinh chống lưng, nhưng thật ra phong gia liền thảm, phong tức bị hai gã kẻ thần bí phế bỏ, làm phong gia trong một đêm từ ba chân thế chân vạc cục diện trung rất đi ra ngoài. Bất quá chuyện này hiện giờ chỉ có phong gia cao tầng biết, càng đừng nói tây vực thế lực khác. Bóng đêm hạ phong gia pha không yên tĩnh, vài tên thánh nhân cảnh trưởng lão tụ với một chỗ, thương thảo. Đại trưởng lão, hiện giờ gia chủ trở thành phế nhân, chúng ta phong gia chỉ có thể từ ngươi làm chủ, trời nhà như thế giống chống khu chiên tiến hành cái gì luận đạo đại hội, Chúng ta muốn hay không ý tứ ý tứ? Có người lo lắng sốt ruột nói, Tam tộc đại hội chúng ta vốn là bị thua, hơn nữa tên kia độn một cảnh cường giả hiển nhiên thiên vị rời nhà, có lẽ bọn họ tự tin chính là như thế mà đến, hiện giờ gia chủ mất đi uy nghiêm, nếu chúng ta không tỏ vẻ một chút, chỉ sợ ngày sau toàn bộ Tây vực lại vô ngã phong gia dung thân nơi. Đúng vậy đại trưởng lão, chúng ta tổng không thể chết được sĩ diện khổ thân đi. Chúng ta này một phen lão xương cốt nhưng thật ra không gì, nhưng trong tộc hậu nhân làm sao bây giờ? mấy năm nay chúng ta như thế trương dương bên ngoài đắc tội người nhưng không ở số ít nếu chúng ta không cùng rời nhà chịu thua khi về sau liền tính rời nhà không động thủ chúng ta cũng sẽ bị thế lực khác như tầm ăn lên rất a à. đại địa môn cùng tây thiên giáo giả tâm đại trưởng lão ngươi lại không phải không biết hiện giờ không có gia chủ trói buộc chỉ sợ là trước thù cũ oán sẽ cùng nhau tính ai một chúng trưởng lão một đám sắc mặt sầu khổ cầm đầu râu bạc trắng lão giả thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói ta đường đường phong gia có từng lưu lạc đến tận đây a à? thôi thôi dù sao cũng phải làm phía sau lưng nhóm có cái trưởng thành cơ hội một khi đã như vậy, khi ngày mai, ta chờ liền đại biểu phong gia, nhíp người đi trước rời nhà cho bọn hắn biểu cái thái đi. Hạ gia đại điện hạ vĩ sinh đôi tay ôm ở trước người, nhìn chăm chú vào ánh nến phía trước sắc không đồng nhất hạ gia cao tầng nhóm, nhàn nhạt nói, về rời nhà luận đạo đại hội sự, các ngươi thấy thế nào? Trong đại điện một mảnh trầm mặt, đột nhiên, có một người tự ngoài điện đi vào, hắn thân xuyên màu xám giáp trụ, một thân sát khí vô hình trung phát ra mà ra, cẩn thận cảm giác hạ, người này thế nhưng là độ một cảnh cường giả. Tuy rằng không bằng quản thành như vậy cường thế, nhưng hắn thật là một người hàng thật giá thật độ một cảnh tu sĩ. Hắn nhíu mày nhìn hạ vĩ sinh nói, ngươi khi nào mới có thể học được thuận thế mà làm. Đương kim cục diện hạ chúng ta trừ bỏ chịu thua lại vô hắn lộ có thể đi, ngươi cũng nói, người nọ vì độ một cảnh cường giả, chúng ta liền tính là nhẫn nại cũng không có gì ghê gớm. Tu sĩ thế giới chính là như thế tàn nhẫn, ngươi không có thực lực, liền vĩnh viễn vô pháp khống chế chân chính quyền lực, Người tới một thân màu xám giáp trụ, sát khí mười phần, hắn nói, ngày mai hạ gia chưa vị trưởng lão, còn có ngươi, tùy ta cùng đi trước rời nhà, cho thấy thái độ, để tránh người nọ đối hạ gia có ý tưởng không an phận. Là, tiểu thúc. Hạ vĩ sinh há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là nhìn xuống trong lòng câu nói kia. Các ngươi đều lui ra đi. Trung niên nam tử khiển lui mọi người, nhìn chầm chầm hạ vĩ sinh nói, ngày đó người nọ tới hạ gia khi ta cũng cảm giác được hắn hơi thở, hơn phân nữa đã là độ một cảnh đỉnh. Bất quá người này xuất hiện cũng bất quá là trong khoảng thời gian này sự, nói vậy cũng sẽ không lâu dài đải ở rời nhà, lúc này đây chúng ta chịu thua, chờ hắn sau khi rời đi, nên thuộc về chúng ta, giống nhau đều không thể thiếu. Hạ vĩ sinh thở dài một tiếng, lắc đầu nói, tiểu thúc, nhiều năm như vậy, người đối kia sự kiện vẫn là như thế canh cánh trong lòng sao. Trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói, ly phó đối nữ nhi của ta thấy chết mà không cứu, đã sớm hẳn là trả giá đại giới năm đó ta bế quan tới rồi thời khắc mấu chốt căn bản vô pháp thoát thân bằng không ta sao lại mặc kệ trời nhà phát triển đến trình độ này hạ vĩ sinh lắc đầu không nói chuyện nữa ngày kế buổi trưa thời gian trời nhà kết giới ngoại hoàn toàn bị bóng người chen đầy rậm rạp tu sĩ mênh mông vô bờ tuy rằng so với phong nguyệt cổ tích thiếu không ít nhưng như vậy cảnh tượng vẫn như cũ vô cùng đồ sộ hòa tàu kia không phải phong gia yêu thú sao bọn họ cư nhiên cũng tới đột nhiên trong đám người một trận xôn xao số đầu thân hình khổng lồ yêu thú từ nơi xa bay tới, khi yêu thú bối thượng bóng người đúng là phong gia giả dạng. Mọi người tâm thần sợ chấn, ngay cả phong gia người tới, này đã thuyết minh một ít vấn đề. Xem ra cùng người ta suy đoán giống nhau, hiện giờ rời nhà thế lực sớm đã kéo ra còn lại hai nhà, phong gia phái người tiến đến tham gia luận đạo đại hội, đây là ở chịu thua. Bất quá ta rất tò mò, tự hồ phong gia gia chủ cũng không có tự mình đã đến. Phong tước dù sao cũng là một nhà chi chủ, này đó đại gia tộc nhất chú trọng mặt mũi, hiện giờ có thể chủ động chịu thua cũng đã không tồi ngoạ tàu ta không nhìn lầm đi khi không phải hạ gia sao hạ gia cũng tới còn có người kia là trong đám người nháy mắt bạo phát khiếp sợ thanh âm là hạ gia gia chủ hạ vĩ sinh t tất cả mọi người hít hà một hơi thần sắc đại biến hạ gia đã đến tất cả mọi người chủ động nhường ra một cái thông đạo chẳng sợ hiện giờ rời nhà thế đại bọn họ vẫn như cũ đối hạ gia ôm có kính sợ chi tâm rốt cuộc hạ gia bất đồng với phong gia gia tộc bọn họ cũng coi như là tác phong tốt đẹp ngày thường cũng không có một vô người khác hạ vĩ sinh nhìn đứng ở hắn bên cạnh người trung niên nam tử nhỏ giọng nói tiểu thúc hôm nay vô luận phát sinh cái gì ngươi đều phải vững vàng tới ta biết nam tử hai mắt hiếp lại nhìn chung quanh mấy chục vạn tu sĩ khổng lồ đội hình không cấm khóe mắt co giật trời nhà thật là thật lớn uy phong ha 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 nhưng vào lúc này trời nhà kết giới mở rộng ra ly phó một bước bước ra nhìn thành phiến tu sĩ không cấm trong lòng trầm xuống, nhưng vẫn là làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, cười to nói, chư vị đạo hữu chịu thưởng ta ly mổ một mặt thật là ly mổ vinh hạnh, ly mổ cũng không đành lòng nhìn chư vị chờ lâu lắm, nếu đã tới nhiều như vậy người, kia liền mau mau mời vào đi. Ly phó hoàn toàn mở ra kết giới, giống như nên đón khách nhân giống nhau nhường ra thông đạo, vẻ mặt ý mừng. Núi non trung tu sĩ một đám thủ sủng nhược kinh, lập tức hướng phía trước dũng đi. Vương gia may mắn tham dự luận đạo, thật là đa tạ rời nhà chủ, nho nhỏ kính ý, mong rằng rời nhà chủ nhận lấy ta chờ đại biểu đại địa trước cửa tới tham dự luận đạo nho nhỏ tâm ý mong rằng không cần ghét bỏ cơ hồ sở hữu gia tộc thế lực đều làm sung túc chuẩn bị ở tiến vào kết giới khi đều mang đến một ít lễ vật không hề ngoại lệ ly phó đều phái người đem này thu hạ trong nháy mắt một canh giờ đi qua trừ bỏ phong hạ hai nhà mặt khác sở hữu thế lực tán tu đều đã bị ly gia tộc người lãnh vào kết giới chúc mừng rời nhà chủ phong gia đại trưởng lão đáy lòng thầm than luận bối phận hắn vẫn là ly phó tiền bối hiện giờ lại chỉ có thể thấp xi si gián người. Chư vị mau mời tiến đi. Phong gia đại trưởng lão gật gật đầu, đem yêu thú lưu tại bên ngoài sau mang theo một chúng trưởng lão đi vào kết giới. Lúc này kết giới ngoại liền chỉ còn lại có hạ gia đoàn người. Chương 603, Quảng Thành ra tay. Ly phó nhìn hạ vĩ ruột sườn tên kia trung niên nam tử, không cấm đồng tử khẽ rung, đầy mặt ấy nấy nói, nhạc phụ. Đừng gọi ta nhạc phụ. Nam tử hừ lạnh một tiếng, nói, hôm nay ta chờ bất đắc dĩ tham dự nhà ngươi cái gì phá luận đạo đại hội, ngươi đừng cùng ta xả có không, chạy nhanh tránh ra. Ở hạ phỉ xem ra, hiện giờ chân chính thao tác trời nhà tên kia độn một đỉnh cường giả hẳn là liền ở bên trong, hắn tới nơi này cũng là vì thấy người nọ, đến nỗi ly phó, hạ phỉ trong lòng chính là chán ghét không thôi. Ly phó thở dài một tiếng, chợt hung hăng cắn chặt răng, lắc đầu nói, nếu như thế, ta rời nhà không chào đón các ngươi, còn mời trở về đi. Ngươi nói cái gì? Hạ phỉ giận dữ, đột một cảnh hơi thở nháy mắt bùng nổ, chọc đến vừa mới tiến vào kết giới phong gia đám người càng thêm ưu sầu, cái này hảo, không ngừng là rời nhà, ngay cả hạ gia bọn họ đều không thể treo vào. Cảm giác được hạ phỉ lực lượng cường đại, ly phó càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng, hắn xin giúp đỡ dường như nhìn về phía hạ vĩ sinh, truyền âm nói, các ngươi chạy nhanh đi. Ly phó ngữ khí tràn ngập rối rắm cùng sợ hãi, cái này làm cho hạ vĩ sinh ý thức tới rồi có chút không đúng, hắn cau mày, mở miệng nói, ly phó, ngươi đều không phải là cái loại này ái chơi tâm cơ người, ngươi thành thật nói cho ta, rốt cuộc sao lại thế này? Ly phó há miệng thở dốc, nhìn chính mình thân nhạc phụ muốn nhìn kẻ thù ánh mắt sau không cấm đáy lòng thở dài, hắn vất tay đóng cửa kết giới, đồng thời triển khai một đạo linh hồn cái trắng, đem ba người bao phủ trong đó, cái này làm cho hạ gia mặt khác trưởng lão có tâm nghi hoặc, không ngừng bọn họ, ngay cả hạ vĩ sinh cùng hạ phỉ đều ý thức được có chút không thích hợp, kinh ngạc nhìn Ly phó. Rốt cuộc sao lại thế này? Hạ vĩ sinh lặp lại nói. Ly phó hít sâu một hơi, ngưng thanh nói, ra một ít biến cố, Ta đã không có biện pháp xử lý ta thiến nhi bị người nọ hạ ác chú, không tỉnh lại nữa, ta không có biện pháp chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn, đem tay vực tu sĩ lừa tới rời nhà. Hiện giờ rời nhà sớm đã là vỏ rỗng một cái, từ trên xuống dưới thêm lên cũng bất quá trăm người. Ly Phó trong mắt có nước mắt hiện lên, suýt nửa hỏng mất khóc trống. Ngươi đang nói cái gì? Hạ phỉ một tay đem Ly Phó nhắc tới, cả giận nói, năm đó ngươi bỏ nữ nhi của ta với không màng, hiện giờ chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta cháu gái dẫm lên vết xe đổ sao? Ngươi nói người kia, chính là tên kia tuổi trẻ độ một cường giả. Rời nhà hỏng mất lắc đầu, nói, không phải hắn. Rốt cuộc sao lại thế này, ngươi mẹ nó mau nói. Nếu là ta cháu gái có bất trách gì, lão tử làm thịt ngươi. Hạ phỉ hoàn toàn phẫn nộ rồi, hận không thể lập tức đem ly phó đánh bạo đến tận đây. Rời nhà chủ, ngươi điều chỉnh một chút cảm xúc, đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng đi. Hạ vĩ sinh kéo ra hai người, thở dài một tiếng. Ly phó bình phục một phen cảm xúc, đem từ tàu ngụy lấy đi tổ nhai vách đá sau phát sinh sự một năm một mười nói ra tới. Qua hồi lâu, Hạ Vĩ Sinh cùng Hạ Phỉ hoàn toàn ngây dại, bọn họ nghẹn họng nhìn trân trối nhìn Ly Phó, khiếp sợ nói, rời nhà tổ tiên. Từ nơi đó đi ra người nọ. Ly Phó gật gật đầu, nói, thật là hắn, bí mật này từ ta rời nhà lịch đại gia chủ đều đời đời tương thừa, toàn bộ rời nhà chỉ có một mình ta biết. Hồ đồ. Hạ Phỉ cả giận nói, ngươi thật là bị ma quỷ ám ảnh, đương kim này phiến thiên địa như thế nào sẽ có người như thế trường sinh hạ phỉ nữ nhi đã chết hắn không nghĩ chính mình cháu gái lại bước vết xe đổ hắn vội vàng hỏi kia đồ vật cái gì tu vi ở nơi nào thiến nhi đâu a à. quái vật a à. nhưng mà nhưng vào lúc này kết giới nội đột nhiên truyền đến kinh tủng tiếng thét chói tai hạ phỉ xoay người nhìn lại rậm rạp tu sĩ hướng tới kết giới vọt tới nhưng ở bọn họ còn đang chạy trốn là lúc lại đột nhiên bị một cổ thần bí lực lượng kéo trở về những cái đó bay ngược hồi rời nhà thành trì tu sĩ nháy mắt bạo thành một đoàn huyết vụ toàn bộ kết giới nội một mảnh màu đỏ tươi, gây mũi mùi máu tươi phản phất có thể xuyên thấu qua kết giới truyền tiếng mấy người xoan mũi. Thành phiến tu sĩ bạo thành huyết vụ, trường hợp kinh tủng làm cho người ta sợ hãi. Ly phó, ngươi đến tột cùng ra sao rắc tâm. Ta cùng ngươi rời nhà không oán không thù, vì sao như thế thiết kế hại ta. A, à, Khủng bố một màn không ngừng trình diễn, vô số tu sĩ đồng thời chết đi, kết giới ngoại mấy người hoàn toàn ngây dại, qua hồi lâu, hạ phỉ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn một quyền đem ly phó tạp ngã xuống đất, cả giận nói, ngươi nhìn xem ngươi đều làm cái gì. Đó là một thế hệ tổ tiên sẽ làm sự. Hồ đồ. Ly phó cũng ngây dại, hắn tuy rằng phi thường rõ ràng tên kia tổ tiên là vì hút tu sĩ tinh huyết, nhưng chính mắt thấy hạ vẫn như cũ tâm thần kịch chấn, thẳng đến giờ này khắc này, Ly phó mới ý thức được chính mình phạm vào một cái không thể tha thứ đại sai rồi. Nhưng lúc này hối hận, đã chậm. tiếng nhi ở nơi nào? Hạ vĩ cả giận nói. Ta, ta mang các ngươi đi. Ly phó xoay người, hướng tới kết giới bỗng nhiên vung lên nhưng kết giới lại không chút sức mẻ hắn lập tức biến sắc hoảng sợ ra tiếng nói kết giới bị khống chế ta mở không ra phế vật hạ vĩ một phen kéo ra ly phó động một cảnh thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ một cái thật lớn màu bạc nắm tay ầm ầm nện xuống nhưng mà kết giới vẫn như cũ chỉ là rất nhỏ rung lên vẫn chưa tan vỡ như vậy cường hạ vĩ sinh biến sắc có chút nôn nóng liền ở ba người hết đường xoay sở là lúc một đạo màu đen bóng người đột nhiên phá không mà ra đúng là quảng thành đi theo ta quảng thành không nói hai lời trực tiếp vận dụng không gian phát tắc mở ra một cái đi thông kết giới bên trong thông đạo hắn phi thân mà nhập hạ vĩ sinh ba người không chút do dự trực tiếp theo đi lên ở bốn người tiến vào kết giới sau liền nháy mắt trốn vào hư không hạ vĩ sinh nhìn quảng thành bóng dáng nghi hoặc nói sao ngươi lại tới đây đại nhân có lệnh hạ vĩ sinh ba người mày nhăn lại quảng thành trong miệng đại nhân nói vậy chính là tên kia tuổi trẻ tu sĩ chỉ là bọn hắn không rõ chuyện này tự hồ cùng bọn họ cũng không có quan hệ, bọn họ vì cái gì còn muốn mạo hiểm nhúng tay đâu. Quản thành không nói chuyện nữa, hắn nhìn dưới chân luyện ngục giống nhau cảnh tượng cho mày, thấp giọng nói, các ngươi đi làm các ngươi nên làm, cái kia đồ vật giao cho ta liền hảo. Hạ phỉ đang có ý này, hắn chỉ nghĩ cứu trở về thiến nhi. Hạ phỉ cùng hạ vĩ sinh ở ly phó dẫn dắt hạ hướng tới thành trì một chỗ góc bay đi, mà quản thành còn lại là trực tiếp dừng ở phía trước đi tới quá kia tòa sơn phong trước. Nhưng đương hắn nhìn đến sơn trước cảnh tượng khi tức khắc khóe miệng vừa kéo đại nhân, có ba cái. Vừa mới đi ra biển các tàu ngụy nghe vậy mày nhăn lại, nói, ngươi cẩn thận một chút, long hồn không cần bị thương, tận lực bám trụ, 15 phút sau ta liền đến. Hảo. Quảng thành ngưng trọng gật đầu, chợt đem lực chú ý tất cả đều đặt ở ba đạo hắc ảnh thượng. Lúc này bọn họ một thân huyết khí, trời nhà kết giới nội hơn phân nửa tu sĩ đều đã nổ tan xác mà chết, bọn họ tinh huyết bị ba đạo hắc ảnh hấp thu, còn thừa tu sĩ tắt vẻ mặt sợ hãi tụ tập ở bên nhau, đoàn xuất ở một phương tiểu kết giới nội ngăn cản kia cổ quỷ dị năng lượng. Chương 604, Đệ Tộc Quảng Thành nhảy vào sơn trước, trực tiếp một chưởng chụp đi, long khí hóa thành chưởng ấn banh kích ở ba đạo hắc ảnh nơi ở, trực tiếp banh khai ba người, bọn họ hướng tới bất đồng phương hướng chạy đi mấy bước, ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú vào Quảng Thành. Động một đỉnh có hắc long hơi thở, không tồi. Lần trước làm ngươi chạy thoát thật là tiếc núi, lúc này đây ngươi sẽ không như vậy vận may. Cầm đầu hắc ảnh cười nhạo một tiếng, thân hình lại như thể lưu giống nhau mất máy, vô số đạo hắc ảnh tự hắn thân thể bùng nổ mà ra, hóa thành một đám bộ mặt dữ tận quái vật. Quảng Thành nhìn chăm chú nhìn lại, này đó quái vật thế nhưng đều là hồn thể. Hơn nữa mỗi một con hơi thở không giống nhau, trên người chúng nó tản ra bất đồng cảm xúc, có phẫn nộ, có bi thống, có tuyệt vọng, có không cam lòng. Quảng Thành tâm thần vừa động, hai tròng mắt đột nhiên hóa thành một đôi kim sắc dựng mắt, hắn nhìn chăm chú nhìn lại, lại phát hiện này đó quái vật đều là từ tu sĩ linh hồn biến thành. Thao, quản thành tức giận mắng một tiếng chợt nhanh chóng bay lên mặt khác lưỡng đạo hắc ảnh đứng ở nơi xa khoanh tay trước ngực cũng không có gia nhập vòng chiến ý tưởng cái này làm cho quản thành trong lòng buông lỏng hắn cũng không có thực tốt biện pháp tới đối phó hồn thể nhưng tào ngụy lại có chỉ cần hắn nghĩ cách trăng quá 15 phút đến lúc đó tào ngụy đã đến hết thảy đem giải quyết dễ dàng quản thành đối tào ngụy có được một loại nói không nên lời tự tin phản phất trên đời này không có gì sự là tào ngụy giải quyết không được vạn hồn thích cốt hắc ảnh quát lớn ra tiếng hắn hướng tới quảng thành bỗng nhiên ấn xuống chân trời xoay quanh màu đen hồn phách tức khắc một đám phát sát mà đến thê thảm thét chói tai làm quảng thành tâm thần không yên một cái không chú ý liền bị một con hồn phách cắn ở cánh tay thượng cút ngay quảng thành gầm lên một tiếng long tức bùng nổ trực tiếp đem kia chỉ hồn phách chấn hôi phi yên diệt nhưng hắn cũng là kinh hãi phát hiện chính mình hồn lực trở nên mỏng manh một phân này đó hồn phách ở cắn nuốt hắn hồn lực không thể lại bị gần người quảng thành thần sắc ngưng trọng đôi tay ấn quyết véo động trực tiếp chuyển hóa ra một đầu hư ảo hắc long hư ảnh. Hắc long ở trời cao bay lượn, ở trong hư không xuyên qua xuất nhập, một đôi kim sắc dựng mắt uy nghiêm đại thịnh, nó há mồm một một phun, phun ra vạn trượng long tức, trực tiếp xua tan quảng thành chung quanh hồn phách. Hắc long long hồn. Hắc ảnh nhìn đến hắc long sau đột nhiên ngữ khí trầm xuống, hắn gắt gao ôm đầu gương mặt nhân cực độ thống khổ mà vặn vẹo lên. Không quá một hồi, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi màu đỏ tươi con ngươi tản mắt ra khủng bố lệ khí, hắn nhìn chầm chầm quảng thành ánh mắt liền giống như xem kẻ thù giống nhau sát hắc ảnh gầm lên một tiếng sát khí tận trời những cái đó xoay quanh với chân trời hồn phách nháy mắt bị này thu hồi hắn lệ khí đại thịnh chân thân nổ bắn ra mà ra trực tiếp một chân đá vào quảng thành ngực thượng liền ở hắc long hư ảnh đều bị một chân đá tan quảng thành bắt lấy hắc ảnh chân hắn thân hình vừa chuyển mạnh mẽ lôi kéo hắc ảnh hướng tới mặt đất đánh tới oanh đại địa chấn động quảng thành bị đá văng chính hắn bị tạp đi xuống hắc ảnh thoát thân trong nháy mắt lần nữa hướng tới quảng thành oanh sát mà đến hắn một quyền một trưởng gian đều không lưu tình chút nào, phía trước còn nói muốn quản thành thân thể, hiện giờ lại cơ hồ đem hư không nói thân đánh bạo. Hắc ảnh đột nhiên đại biến thái độ làm quản thành trong lòng cả kinh, hắn duỗi tay đón đỡ, lại ngoài ý muốn liếc hướng về phía hắc ảnh con ngươi, cũng chính là trong nháy mắt này, quản thành thấy được đáng sợ hình ảnh. Một cái thân hình che trời hắc long ở trên hư không vũ động, hắn mỗi lần phất tay đều sẽ đánh trầm một khối đại lục, mỗi một lần vẫy đuôi đều mặc sát hàng tỷ sinh linh, toàn bộ đại địa thượng sinh linh đồ tháng, mà ở hắc long tàn sát bừa bãi là lúc, một người nhân tộc đột nhiên tận trời mà thượng, cặp kia kim sắc con ngươi tản ra sợ người ánh sáng. Trời cao thượng truyền đến kinh thế đại chiêu, nhưng không bao lâu, một bóng người tự cửu thiên buông xuống, hắn kim sắc con ngươi tắt, thân thể hắn bị chôn ở rung chuyển đại địa hạ, quy về bụi đất. Ngươi. Quảng thành tâm thần kịch chấn, hắn chỗ đã thấy hình ảnh phát sinh ở ngắn ngủn trong nháy mắt, mà liền tại đây một cái chớp mắt, hắc ảnh vẫn như cũ vương tay cánh tay, cùng tồn tại thành đao, khủng bố màu đen năng lượng tựa như đao mang giống nhau, thứ quản thành mặt bộ sinh đao xong rồi. Quảng Thành đáy lòng kinh hãi, chính mình lần này thất thần chỉ sợ sẽ rơi vào tử địa. Oanh! Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, Quảng Thành đột nhiên cảm thấy thân hình không chịu khống chế cấp tốc thối lui, nháy mắt xuất hiện ở nơi xa, cùng lúc đó, hắc ảnh công kích thất bại, đem đại địa tạp khai một cái thật lớn lỗ thủng. Đại nhân! Quảng Thành vẻ mặt kinh hỉ nhìn tự một mảnh kim mang trung đi ra tàu ngụy, thần sắc kích động. Ngươi đem kết giới mở ra, làm nơi này tu sĩ trước rời đi rời nhà. Quảng Thành gật đầu, nháy mắt bước ra mà đi, hắn bay qua rời nhà thành trì, trực tiếp nổ nát kết giới, trong lúc nhất thời, mấy vạn sống tạm tu sĩ một dũng mà ra, toàn bộ rời nhà nháy mắt không xuống dưới. Quảng thành trở lại tàu ngụy bên cạnh người, thì thầm nói, ta không biết sao lại thế này, này hắc ảnh đột nhiên sát khí tăng nhiều, muốn lấy ta tánh mạng. tào ngụy vẻ mặt ngưng trọng nhìn chầm chầm cảnh giới không rõ ba đạo hắc ảnh, nói, ngươi đem mặt sau hai người ngăn lại, ta trước giải quyết một cái. Hảo! Quảng thành thấy tàu ngụy tự tin mười phần, không nói hai lời trực tiếp phi thân mà ra, hắn nhảy vào còn lại lưỡng đạo hắc ảnh trung gian, nhanh chóng khơi màu chiến hỏa. Này lưỡng đạo hắc ảnh cùng cái thứ nhất so sánh với yếu đi không ít, quản thành lấy một địch hai cố nhiên cố hết sức, lại cũng không phải vô pháp làm được. Theo quản thành ba người càng đánh càng xa, tào ngụy cũng động. Hắn thân ảnh giống như lưu quang, nháy mắt xuất hiện ở hắc ảnh trước mặt, hắc ảnh còn không có phản ứng lại đây, lại đột nhiên dại ra xuống dưới. Tào ngụy mắt phải đột nhiên biến thành kim sắc, hắn sững sờ ở nơi đó, khóe miệng vừa kéo, trong ốc lại lần nữa truyền đến cảm giác đau đớn, mà tại hạ một giây, Tào Ngụy mắt trái trung hồng mang một nhiên chớp động, hắc ảnh thân hình rung lên, thế nhưng bị Tào Ngụy đưa tới không gian hắc động nội. Ngươi là người phương nào? Vạn Đồng Thần mắt bá đạo hồn lực làm hắc ảnh trong đầu đau nhức tiêu tán, hắn trong mắt màu đỏ tươi rút đi, hóa thành một mảnh đen nhánh. Hai người thân ở trong bóng tối, lại vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn đến lẫn nhau tồn tại, Tào Ngụy liền đứng ở nơi đó, mắt trái hồng mang, mắt phải kim quang. Hắc ảnh cảm nhận được mắt vàng hơi thở, cảm xúc nháy mắt an tĩnh xuống dưới, hắn ngơ ngẩn nói, ngươi là ta đệ tộc hậu nhân. Ngươi vì sao sẽ xuất hiện tại đây giới? Tào Ngụy mày nhăn lại, lắc đầu nói, ta phi ngươi tộc nhân, lại cùng ngươi tộc có duyên, hôm nay ta tới đây đó là vì ngươi ba người mà đến. Hắc ảnh trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, hắn cảm nhận được Tào Ngụy mắt phải trung mãnh liệt căn nguyên chi khí, trong lúc nhất thời thế nhưng không lời gì để nói, hắn cố nhiên tàn nhẫn độc ác, vì tồn tại không tiếc cắn nuốt người sống tinh huyết hồn phách, nhưng đối mặt cùng tộc người cho dù là cùng bọn họ chủng tộc có liên hệ người, hắn liền mềm lòng. Đặc biệt là ở thế giới này, nhìn đến kia quen thuộc đôi mắt, hắn lỗ trống trong mắt toàn là hoài niệm. Ta muốn biết lúc trước các ngươi vì sao vứt bỏ thân thể. Tào Ngụy thấy hắc ảnh niệm tập tộc nhân của tình, không cấm trong lòng thở dài, xem ra bọn họ bản chất không xấu, làm ra những cái đó sự nói vậy cũng có bất đắc dĩ nguyên nhân. Chương 605, ưng thuận hứa hẹn. Tổ khí thức tỉnh, liền có thể mang ta chờ về nhà. Hắc ảnh cô đơn ra tiếng, làm Tào Ngụy thần sắc khẽ biến, hắn nhớ tới lão phụ nhân nói câu nói kia trong thế giới này chúng ta ra không được người khác vào không được còn không đợi tàu ngụy mở miệng hắc ảnh tiếp tục nói dung tế thân thể tổ khí cho chúng ta linh hồn vĩnh sinh quyền lực lại cũng mất đi tự do cho nên chúng ta vẫn luôn ngủ say ở tổ khí phụ cận tưởng chờ đợi một cái hoàng kim đại thế chờ khí linh sống lại mang chúng ta trở về quê cũ tàu ngụy há miệng thở dốc nói cho nên các ngươi chỉ là muốn nhìn tổ khí sống lại sau đó lại xem một cái cố hương sao chẳng lẽ rời đi tổ khí các ngươi linh hồn liền vô pháp vĩnh sinh." Hắc Ảnh gật đầu, hắn nhìn Tào Ngụy lắc đầu nói, "Ta có thể cảm giác đến trên người của ngươi có tổ khí hơi thở, khoảng thời gian trước chính là ngươi lấy đi chúng nó đi, chỉ tiếc, lúc trước ta còn nghĩ ngươi có lẽ sẽ chết ở nơi đó." Tào Ngụy nhíu mày nói, "Biển các vực sâu hạ màu đen thế giới, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi vì cái gì muốn đem tổ khí mang ra tới? Đây là chúng ta tổ tiên truyền xuống tới giới tinh, ta chỉ biết năm đó một trận chiến, đánh nát gia viên của chúng ta." đệ gia một bộ phận thổ địa tính cả tam khối tổ khí mảnh nhỏ rơi xuống đến thế giới này, lại bị thiên địa pháp tắc mâu thuẫn, làm ta chờ vĩnh sinh vô pháp rời đi. Hắc ảnh nói, phàm là tộc nhân tu vi đạt tới thiên thần, liền có thể lựa chọn hiến tế thân thể cấp tổ khí, đây là mang nó rời đi cái này lồng giam duy nhất biện pháp, nhưng vô số tuế nguyệt hạ, không có bất luận cái gì linh khí pháp tắc hắc ám trong thế giới vô pháp ra đời cái loại này cường giả, thẳng đến ta này một thế hệ, ta huynh đệ ba người lấy tuyệt thế thiên phú tránh thoát mà ra, lần lượt thành tựu thiên thần vị, lúc trước chúng ta hiến tế thân thể, đem tổ khí mảnh nhỏ mang ly cái kia. Lòng giam, chỉ vì ở thế giới này chờ đợi một cái hoàng kim đại thế đã đến, làm tổ khí thức tỉnh. Tào Ngụy đáy lòng tràn đầy ấy nấy, thở dài nói, nếu vài thứ kia là ngươi tộc tổ khí, ta liền trả lại với ngươi đi. Tào Ngụy vừa định lấy ra vách đá, lại bị hắc ảnh cản lại. Không cần, liền tính tổ khí mảnh nhỏ trở lại chúng ta trong tay cũng không làm nên chuyện gì, chúng ta đã mất đi vĩnh sinh cơ hội. Hắc ảnh nhìn Tào Ngụy mắt phải, nói, ngươi tuy không phải đệ tộc người, nhưng ngươi cùng chúng ta có duyên, ta tin tưởng tộc nhân lựa chọn là chính xác, ta chỉ hy vọng ở tổ khí sống lại ngày đó, ngươi có thể đem chúng ta liền tại đây giới mộ bia mang về. Tự hồ là chấp niệm tan đi, hắc ảnh cũng thản nhiên rất nhiều, hắn ngồi xếp bằng ở không gian hắc động nội, đôi tay không ngừng đánh ra phức tạp ấn quyết, vô số cổ xưa tự trống trỗng hiện lên, chúng nó chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng ở bên nhau, hóa thành một thiên cổ xưa tâm pháp. Này pháp danh đệ tâm quyết, chỉ có ta đệ tộc nhân mới có thể tu luyện ta biết bên cạnh ngươi mang theo một người đệ tộc hậu nhân ta hy vọng ngươi hảo hảo chiếu cố hắn làm hắn trở thành một người cường giả đệ tâm quyết hóa thành một mặt lưu quan ở tàu ngụy quanh thân quay chung quanh tàu ngụy lấy ra một quả ngọc giảng đem này ký lục xuống dưới sau thu vào hải nạp bách xuyên chúng ta cũng là thời điểm rời đi tuy rằng vô pháp nhìn đến tự mình trở về một màn nhưng ta tin tưởng tên kia hậu nhân nhất định sẽ bị ngươi chiếu cố thực tốt hắn nhất định biết lại chúng ta tâm nguyện hắc ảnh dần dần tan đi Tào Ngụy không cấm thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Rời nhà kết giới ngoại, vô số tu sĩ tâm thần kịch chấn nhìn một mảnh hỗn độn rời nhà, bọn họ nhìn nơi xa cùng quảng thành đại chiến lưỡng đạo hắc ảnh không cấm hít hà một hơi, độ một cảnh khủng bố y thế là bọn họ đời này đều không thể với tới độ cao. Mà nhưng vào lúc này, Hạ Vĩ Sinh, Hạ Phỉ Hòa Ly phó rốt cuộc tìm được rồi Ly Nặc Thiến cùng Đạm Đài Nguyệt, các nàng hai người hãm sâu hôn mê, trong cơ thể hơi thở tuy rằng vững vàng, lại trước sau vô pháp tỉnh lại. Hạ Phỉ đem Ly Nặc Thiến đặt ở yêu thú bối thượng, linh thức xâm nhập, lại bị ly nặc thiến linh đài nội khủng bố cảnh tượng hoảng sợ đến không hết màu đen vòng tròn tròn lên ly nặc thiến linh hồn thượng đêm này hoàn toàn phong ấn như thế nào sẽ mở không ra hạ phỉ hoảng loạn đến cực điểm khi màu đen vòng tròn cực đoan khủng bố hắn linh lực thậm chí vô pháp tới gần đã bị tự hành oanh khai nhưng mà liền ở hạ phỉ không biết làm sao khi kia vô số hắc vòng lại đột nhiên biến mất ly nặc thiến linh đài một mảnh thanh minh nàng ngủ say đã lâu nguyên anh chậm rãi mở mắt cùng lúc đó đạm đài nguyệt cũng tỉnh Ly phó trong lòng đại hỷ, nhìn hạ Vĩ cảm kích nói, đa tạ nhạc phụ ra tay. Hạ phỉ có điểm ngốc, hắn nhìn đột nhiên đứng lên ly nạc thiến lắc đầu nói, không phải ta làm. Ly phó sửng sốt, không rõ có ý tứ gì, nhưng hạ vĩ sinh lại mày nhăn lại, ngược lại nhìn về phía kết giới nội. Nguyên bản bị lưỡng đạo hắc ảnh áp chế chỉ có một tia thở dốc chi cơ quản thành đột nhiên đem lưỡng đạo hắc ảnh oanh phi, mà lệnh người khó hiểu chính là, khi lưỡng đạo hắc ảnh lại chưa lại ra tay, bọn họ liếc nhau, nào đó nở rộ ra kinh hỉ, bọn họ nhìn chăm chú vào nơi nào đó hư không, tào ngụy một người phá không mà ra đa tạ lưỡng đạo hắc ảnh hướng về phía tào ngụy ôm ôm quyền chợt một tiếng kêu rên nhưng vẫn tuyệt tại đây hắc ảnh tán loạn hơi thở toàn vô quảng thành ngây ngẩn cả người đại nhân sao hồi sự tào ngụy thở dài một tiếng nhìn hỗn độn rời nhà nhíu nhíu mày nói ngươi mang hồ tiên nhi cùng nho nhỏ hồi rời nhà chúng ta muốn mượn bọn họ không gian truyền tống trận quản thành thấy tào ngụy không rõ nói đảo cũng không có hỏi lại hắn thành thật gật gật đầu chợt đạp không mà ra Tào Ngụy đi ra kết giới, nhìn vẻ mặt ấy nấy ly phó nói, việc này đã xong, ta ít ngày nữa liền sẽ đi trước Trung Châu, đến lúc đó còn hy vọng mượn ngươi truyền tống trận dùng một chút. Ly phó há miệng thở dốc, nhìn Tào Ngụy rời đi bóng dáng lại một chữ đều nói không nên lời, hắn không biết chân tướng, đối đã chết tộc nhân ấy nấy vạn phần. Này người trẻ tuổi chính là Tào Ngụy. Hạ Vĩ rất có thú vị nhìn Tào Ngụy rời đi phương hướng, buồn bã nói, thân phận của người này thật đúng là lệnh người tò mò. Tiểu thúc trăm triệu không thể, hắn bên người chính là đi theo một người độn một đỉnh siêu cấp cường giả. Hạ vĩ sinh sôi sợ hạ vĩ gây chuyện, lập tức khuyên. Hạ phỉ cười mà không nói, hắn nhìn ly nặc thiến thở dài một tiếng, nói, ly phó, rời nhà ngươi tự hành chỉnh đốn, ngày sau ta ngoại tôn nữ lại đi ra ngoài sự, ta lột da của ngươi ra. Hảo! Làm trò nữ nhi mặt bị nhạc phụ như thế quát lớn, ly phó tức khắc vẻ mặt xấu hổ. Hạ gia người đi rồi, những cái đó tụ tập ở kết giới ngoại tu sĩ đối rời nhà cũng là giận mà không dám nói gì, tuy rằng bọn họ đối rời nhà không thể nề hà nhưng có thể khẳng định chính là rời nhà mất nhân tâm về sau căn bản không có khả năng lại tụ tập tây vực tu sĩ cha một mộng bừng tỉnh trong tộc đại biến ly nặc thiến căn bản không biết đã xảy ra cái gì nhưng nhìn đến kết giới nội khủng bố cảnh tượng vẫn như cũ đau lòng vô cùng đến nỗi nàng chưa từng gặp mặt cái kia ông ngoại ly nặc thiến căn bản không có để ở trong lòng thậm chí có thể nói lúc này ly nặc thiến có hơn phân nửa tâm tư tất cả đều đặt ở vừa mới rời đi tào ngụy trên người cha, trời nhà rơi vào như thế hoàn cảnh, đều là tào ngụy làm đến quỷ. Chương 606, trời đi Tây Vực. Nhìn nữ nhi bi vẫn bất đắc dĩ biểu tình, ly phó thở dài nói, là tào ngụy đã cứu chúng ta. Đến nỗi rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ly phó lại không rõ nói. Sở hữu người ngoài đều rời đi, ly phó cũng vội vàng triệu tập còn thừa không đến một ngàn danh rời nhà tu sĩ thu thập thảm không nở nhìn thành trì, mấy vạn thi thể, đều bị tập thể đốt hủy. Mấy ngày sau, trời nhà bên trong thành hoàn toàn bị rửa sạch một lần, thi thể, máu tươi đều không thấy bóng dáng nhưng trong không khí vẫn như củ tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi to như vậy thành trì càng có vẻ trống trải ly phó đứng ở kia tòa chất đầy rời nhà tu sĩ thi thể ngọn núi trước vẻ mặt hối ý hắn duỗi tay vung lên đem cả tòa ngọn núi chìm vào ngầm hoàn toàn phủ đầy bụi lên hắn thật lâu quỳ trên mặt đất đối chính mình hành vi phạm tội tiến hành rồi sám hối ngày kế quảng thành đã đến bọn họ một mình ở tại một gian trong sân không thấy rời nhà người đối này ly phó cũng không bất mãn mỗi ngày đều phái người đưa đi mỹ vị món ngon làm không biết mệt. Quản tiền bối, tào ngụy gì thời điểm trở về a? À? Rời nhà phát sinh sự sớm đã truyền khắp Tây Vực, y tiểu đang ở rời nhà bên trong thành, cũng không có tu luyện tâm tư, ngay cả Hồ Tiên Nhi đều đối rời nhà người thay đổi cái nhìn, không hề cùng chi tiếp xúc. Đại nhân hành tung ta tự nhiên cân nhắc không tới, bất quá hắn làm chúng ta chờ mấy ngày, vậy thuyết minh sẽ không chờ lâu lắm. Vô danh biển các chỗ sâu trong, tào ngụy nhìn gió các trung tấm bia đá thở dài một tiếng, hắn vất vất tay, đem tam gia chân chính tổ tiên thi cốt chôn vào sa trung, chợt dưới chân kim mang chấp động, biến mất không thấy. Lại lần nữa xuất hiện khi đã là vực sâu phía dưới, Tào Ngụy đứng ở trong sơn động, đem kia đạo hắc ảnh hóa thành mộ bia đặt ở đông đảo mộ bia trung ương, chợt xoay người rời đi. Ở phản hồi trên đường Tào Ngụy vẻ mặt ngưng trọng, đệ tộc thổ địa không thuộc về thế giới này, bị thiên địa phát tắc sở bài xích, đây là Tào Ngụy chưa bao giờ nghe nói qua sự. Trên đời này nào có cái gì bị thiên địa bài xích thổ địa? Nếu có, kia chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là kia phiến thổ địa căn bản là không thuộc về này phiến thiên địa. Này cũng liền ý nghĩa, đệ tộc không thuộc về Bắc Hoang, hoặc là chư thiên. Hắc ảnh nói đệ tộc đã từng tham dự quá một hồi khủng bố đại chiến, khi đến tục cùng là chuyện khi nào Tào Ngụy căn bản không rõ ràng lắm. Tào Ngụy mượn Kim Hoài bước qua sông hư không, trong nháy mắt liền ra biển cát, hắn xoa xoa cái trán, xem ra có cơ hội đến bổ một chút chư thiên lịch sử, này trước kia phát sinh quá sự Tào Ngụy cơ hồ là trống rỗng, càng đừng nói nữa giải. Ở không làm rõ ràng chư thiên cùng đệ tộc quan hệ trước, Tào Ngụy cảm thấy vẫn là không cần bại lộ mắt vàng hảo. Thực mau, không đến một ngày thời gian Tào Ngụy liền về tới rời nhà, nhìn chờ đợi đã lâu y tiểu cùng Hồ Tiên Nhi Tào Ngụy tức khắc nở nụ cười. Lợi hại, đã kim đan kỳ. Tào Ngụy nhìn tốc độ tu luyện kỳ mau y tiểu tâm kinh không thôi, 17 tuổi kim đan kỳ, này đã không thể dùng thiên tài hai chữ tới hình dung. Y tiểu vui vẻ cười, chợt lẩm bẩm nói, ta cảm giác ta hiện tại tiếng giai hảo chậm a, yêu cầu linh khí đến thật nhiều. Tào Ngụy tâm thần vừa động, hướng tới y tiểu hạ bụng nhìn lại, khi viên kim đan quả thực bất đồng thường nhân, gần là kim đan sơ kỳ, nhưng tản mát ra uy thế lại so với kim đan đỉnh càng muốn cường thịnh. Tào Ngụy mày một chọn, Y Tiểu mới là tu luyện quái vật, như vậy liên tục đi xuống, chỉ sợ là một đường cùng giai vô địch. Không có việc gì, đấy càng vững chắc tu luyện đến hậu kỳ cũng liền so cùng giai tu sĩ càng cường. Bất quá ngươi cũng muốn trả giá càng nhiều nỗ lực mới là. Biết rồi. Y Tiểu điềm điềm cười, một bên hồ tiên nhi nhịn không được ho khan một tiếng, lúc này mới đưa tới Tào Ngụy ánh mắt từ hồ tiên nhi mặc vào thanh tử tâm váy đen sau không còn có đổi quá, mà tào ngụy ánh mắt cũng là quỷ dị lên. Ngươi hơn hai tháng không thay quần áo. Hồ tiên nhi sửng sốt, nàng vốn định làm tào ngụy nhìn xem nàng cũng tiếng dai, lại không nghĩ rằng tào ngụy xả tới rồi chuyện này thường, hồ tiên nhi tức khắc có xấu hổ lại hận, nghiến răng nghiến lợi nói, ta có thực cần mẫn tắm rửa. Một bên không trên một tiếng quản thành hồi lâu lúc này mới nhẹn ra tới một câu. Vẫn là lợi hại. Hồ Tiên Nhi thở phì phì xoay người, không hề để ý tới hai người, Tiểu vội vàng đi khuyên bảo, hảo, cùng ngươi nói dẫn đâu. Lần này đến Trung Châu sau trước giải quyết các ngươi mị tộc sự, cho các ngươi hoàn toàn kết thúc. Nói đến chuyện thật khi Hồ Tiên Nhi lập tức chính xác lên, nàng như suy tư gì gật gật đầu. Bất quá trước nói rõ ràng, đến lúc đó ngươi là đi là lưu toàn xem chính ngươi. Tào Ngụy một bên hướng ra ngoài đi đến, một bên buồn bã nói. Hồ Tiên Nhi âm thầm gật đầu, Tào Ngụy có thể giúp nàng cũng đã không tồi, nàng cũng không tưởng cùng cái kẹo dẻo giống nhau dính nhưng thật ra y tiểu rất là không tha hướng về phía hồ tiên nhi lắc lắc đầu chọc đến hồ tiên nhi cười khẽ ra tiếng một hàng bốn người đi vào rời nhà đại điện lúc này rời nhà cao tầng cũng chỉ dư lại một nửa không đến bất quá cũng may ly phó cái này đứng đầu chiến lực còn ở dù cho rời nhà hạ gia bởi vì một ít việc nháo mâu thuẫn hạ gia cũng bởi vì ly nặc thiến tồn tại sẽ không làm rời nhà quá đê mê cho nên nói ngắn lại rời nhà tuy rằng tổn thất thảm trọng nhưng rốt cuộc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa nó vẫn như cũ là tây vực đỉnh gia tộc tào ngụy bốn người tiến vào đại điện tức khắc khiến cho mọi người chú ý ly phó trực tiếp đứng dậy đi xuống chút nào không dám chậm trễ mượn ngươi truyền tống trận dùng một chút mục đích địa trung châu tào ngụy hòa ly gia đã không có gì hảo thuyết hắn chỉ nghĩ chạy nhanh trở lại trung châu từ cái gọi là viêm hoàng trong tay tìm được tiên linh thụ rơi xuống chúng ta truyền tống trận vô pháp thẳng tới trung châu nơi đó thế lực đề phòng nghiêm ngặt người từ ngoài đến trước hết cần tiến vào hồi thủy thành cho nên chúng ta cũng chỉ có thể đến hồi thủy thành ly phó nói không có việc gì đều giống nhau bốn người ở ly phó dẫn dắt hạ đi ra đại điện đạm đài nguyệt hòa ly nạc thiến liếc nhau chật thật mạnh gật gật đầu theo sát đi lên truyền tống trận nội các ngươi đây là nháo cái gì ly phó sốt ruột nhìn nhảy vào truyền tống trận ly nạc thiến hai người thần sắc rất là bất đắc dĩ cha ta cùng đạm nhi muốn đi trung châu rèn luyện một phen chúng ta đều đã thánh tôn tu vi ngươi cứ yên tâm hảo ly nạc thiến hướng về phía ly phó ngọt ngào cười nói lại nói đạm nhi còn có thanh nguyệt sáo đâu ly thúc thúc yên tâm hảo ta sẽ chiếu cố hảo thiến nhi đạm đài nguyệt trịnh trọng gật đầu hứa hẹn nói ai các ngươi hành sự điệu thấp một ít thiến nhi ngươi ngàn vạn không thể đi theo trong nhà giống nhau tùy hướng a truyền tống trận nội không gian pháp tắc kích động quan hoa sậu khởi ly phó lời còn chưa dứt tào ngụy sáu người liền đã biến mất không thấy ly phó bất đắc dĩ thở dài một tiếng xoay người đối với một người hạ nhân nói đi tội thành đem đại tiểu thư mang về đến đây đi ngươi liền nói cho nàng nàng mẫu thân sự cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ Truyền tống thông đạo nội, Tào Ngụy rất có thú vị nhìn Ly Nặc Thiến, cười nói, các ngươi đi Trung Châu làm cái gì? Ai cần ngươi lo. Ly Nặc Thiến hiển nhiên đối Tào Ngụy thành kiến rất lớn, chẳng sợ rời nhà đã trải qua bậc này đại sự, không rõ chân tướng nàng vẫn như cũ đối Tào Ngụy hung tận. Chương 607, hồi thủy thành, bổ, đệ tứ càng. Có phải hay không mong ngứa? Tào Ngụy mày một chọn, một câu liền đem Ly Nặc Thiến miệng cấp lấp kín. Đạm Đài Nguyệt xấu hổ cười, nói: đã trải qua những việc này chúng ta cũng minh bạch thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý các ngươi yên tâm hảo hai chúng ta sẽ không theo của các ngươi đến hồi thủy thành sau chúng ta liền chia tay đi y tiểu cùng hồ tiên nhi đối nhị nữ không gì phản ứng tào ngụy cùng quảng thành càng là không sao cả các nàng cùng không cùng đối tào ngụy không gì ảnh hưởng bởi vì rời nhà sự làm cho cả tây vực đối kia ba đạo hắc ảnh nghị luận pha phong mà làm dẫn động việc này phát sinh ly phó càng là thành tây vực tu sĩ thảo luận trọng điểm nhưng cũng có rất nhiều có tâm nhãn người đều chú ý tới tào ngụy cùng quảng thành thân ảnh rất nhiều tán tu ở luận đạo đại hội sau khi kết thúc phần lớn lựa chọn rời đi Tây Vực. Một bộ phận đi Nam Vực, mà càng nhiều, còn lại là cùng Tào Ngụy giống nhau đi trước Trung Châu. Rời nhà người ta nói tên kia thần cảnh tu sĩ danh Quảng Thành, là Tào Ngụy thuộc hạ. Giả đi, thánh tôn tu sĩ sao có thể có thực lực như thế khủng bố thủ hạ. Cái kia trình tự cường giả chỉ sợ đều có thể khai tông lập phái đi. Lời tuy như thế, nhưng cơ hồ sở hữu rời nhà người đều là như vậy nói, chỉ sợ là tên kia thánh tôn tu sĩ thân phận cực không bình thường. Thôi, nghe nói hắn cũng đi Trung Châu, đến lúc đó lại xem bái, nếu hắn thật là khó lường tồn tại, tất nhiên sẽ ở Trung Châu xông ra một phen thiên địa. Hại! Bắc hoang Trung Châu, nó dễ hơn làm. Bắc hoang Trung Châu tọa lạc khắp cả Bắc hoang đại lục nhất trung tâm khu vực, chỉ là lãnh thổ quốc gia diện tích liền viễn siêu mặt khác tứ đại vực thêm lên gấp 10 lần không ngừng, hơn nữa thiên địa linh khí cùng tu luyện tài nguyên hợp lý phân chia, làm Trung Châu tông môn thế lực cực kỳ hài hòa. Đây cũng là cho tới nay Trung Châu đều là toàn bộ Bắc Hoang mạnh nhất khu vực duyên tớ tứ đại vực trừ bỏ một ít cắm rễ gia tộc thế lực ngoại, rất nhiều có giả tâm trả thù tuổi trẻ tu sĩ hoặc là tán tu đều sẽ đi trước Trung Châu tìm kiếm kỳ ngộ, liền tính không có Tây vực luận đạo đại hội sự, cũng sẽ có rất nhiều tu sĩ đi trước Trung Châu. Trung Châu lãnh thổ quốc gia mở mang, ở cùng tứ đại vực giáp giới khu vực thành lập có bốn tòa thật lớn thành trì, thành trì nội đóng quân Trung Châu các thế lực lớn phân bộ, cộng đồng duy trì thành trì trật tự, mà hội thủy thành, đúng là khoảng cách Tây vực gần nhất một tòa siêu cấp thành trì. Toàn bộ thành trì lan tràn mấy ngàn dặm, khổng lồ lệnh người táp lưỡi bên trong thành thế lực rắc rối phức tạp, muôn hình muôn vẻ tu sĩ các nơi đều có, nhưng những cái đó thần cảnh tu sĩ lại sẽ không đãi ở chỗ này. Tào Ngụy đoàn người vừa mới đi ra truyền tống trận, đã bị quanh mình náo nhiệt bao phủ, quản thành linh thức bao trùm mà ra, thực mau liền động dung nói, đại nhân, này hồi thủy thành thật đúng là đại, lấy ta linh thức thế nhưng đều xem không được đầy đủ, bất quá chung quanh trăm dặm nội, không có một người thần cảnh cường giả. Tào Ngụy đi ra truyền tống trận, cũng không quay đầu lại biến mất ở biển người trung, đạm đài nguyệt hòa ly nặc thiến liếc nhau, cũng hướng tới bất đồng phương hướng đi rồi đi rời nhà ở tây vực có thể xưng bá một phương nhưng đặt ở trung châu lại cái gì cũng không phải hai người vẫn là rất điệu thấp tào ngụy không nói một lời hướng tới nào đó phương hướng đi đến phía sau quảng thành kinh ngạc không thôi nhưng vẫn là đi theo y tiểu cùng hồ tiên nhi phía sau không nhanh không chậm đi tới hắn tò mò là tào ngụy lần đầu tiên tới hồi thủy thành liền đã có mục tiêu lúc này tào ngụy đáy lòng hưng phấn không thôi hắn linh hải nội kia trang vô danh kinh lóng lánh kim sắc ánh sáng mà kia cuốn da dê cuốn giờ này khắc này thế nhưng cũng có hình ảnh hiện lên. Tào Ngụy đem da dê cuốn cầm trong tay cẩn thận đoan trang, khi mặt trên hình ảnh càng thêm rõ ràng, cuối cùng biến ảo thành một bộ kỳ dị bản đồ, Tào Ngụy nhìn chăm chú nhìn lại, trên bản đồ trung ương, một tòa quen thuộc điện phủ đồ án thình lình lượng ở nơi đó. Chí Tôn điện phủ. Khi cách nhiều ngày, Tào Ngụy cơ hồ đều phải xem nhẹ này ngoạn ý tồn tại, lại chưa từng nghĩ đến ở mới vào hồi thủy thành sau thế nhưng kích phát da dê cuốn, này mặt trên rừng rậm bản đồ, hiển nhiên là tiếp theo tòa truyền thừa của điện nơi ở. Lúc này Tào Ngụy hưng phấn vô cùng, xem ra tới Trung Châu là cái chính xác quyết định, hiện giờ chí tôn điện phủ manh mối lại lần nữa xuất hiện, tìm kiếm tiên linh thụ sự lại không có đầu mối, chỉ có thể tạm hoãn một chút. Tào Ngụy linh thức đảo qua rắc rối phức tạp đầu đường, ở trực trở môn màu cửa hàng trung nháy mắt tìm được rồi một nhà tên là Thiên Nhất Các tiểu hiệu cầm đồ. Tiểu huynh đệ yêu cầu đương chút cái gì? Cửa tiệm đứng một môn trung niên tu sĩ, cảnh giới bất quá nguyên anh kỳ, hiển nhiên là đem Tào Ngụy trở thành thế chấp vật phẩm người. Ta muốn một bộ bản đồ. Tào Ngụy thẳng vào chủ đề, móc ra da dê cuốn dùng bí pháp che khuất rừng rậm trung tâm điện phủ sau nói, ta muốn một bộ cùng này mặc trên cái này rừng rậm có quan hệ bản đồ. Chủ quán sửng sốt, trên dưới đánh giá Tào Ngụy một hồi, nhưng ở nhìn đến nhíu mày không vui quản thành khi tức khắc cảm thấy chính mình phản phất bị hồng hoang mảnh thú cấp trên đỉnh, hắn vội vàng nhường ra một cái lộ, cung kính nói, vài vị đại nhân còn thỉnh dời bước trên lầu. Nhà này bề ngoài cực độ bình thường thậm chí có thể nói là không chấp mắt hiệu cầm đồ bên trong lại có khác động thiên, ở lầu hai một cái hành lang sau phòng nội, Tào Ngụy rõ ràng thấy được một đống báo hỏng linh khí, nhìn dáng vẻ cũng là có chút niên đại. Ở chủ quán xuống tay dẫn dắt hạ Tào Ngụy đoàn người đi tới lầu hai một khách gian nhã các nội, lúc này bên trong đang ngồi lưỡng đạo thân ảnh, một người trung niên nam tử khoác kim mang bạc, một bộ vinh hoa chi mạo, một khách danh thanh niên nam tử đảo cũng có vẻ ôm nhĩ nhã, nhưng hắn bên hông cực không chớp mắt màu trắng ngọc bội lại khiến cho Tào Ngụy chú ý. Thần ký. Thấy có người xâm nhập nhã các, trung niên nam tử tức khắc lộ ra ôn giận, không vui nói, ta không phải nói ta ở thấy khách quý, ngươi như thế nào còn mang người khác tiến vào? Chủ quán hạ nhân một kiện hoảng sợ, hoảng loạn nói, các chủ bất giận, này đoàn người là vương thúc làm ta mang lại đây. Vương Điêu Ti Thiên nhất các các chủ mày nhăn lại, vẫy vẫy tay, nói, kia cũng không được, làm cho bọn họ bên ngoài chờ. Thiên nhất các các chủ không thấy tào ngụy mấy người, hành lang nội quản thành tức khắc mày một chọn, trực tiếp kéo ra chủ quán hạ nhân, không vui nói, nhà ta đại nhân muốn hỏi ngươi mua địa đồ đó là ngươi vinh hạnh, ngươi mẹ nó đừng cho mặt lại không cần, làm ta nhà ta đại nhân chờ ngươi xứng sao? Quảng thành một hồi mắng to làm nhã các nội hai người đồng thời biến sắc, thanh niên đứng dậy không vui nói, từ đâu ra thổ cẩu dám ở bổn thiếu trước mặt sổ như điên. Nhưng mà thanh niên lời còn chưa dứt, đã bị quảng thành một cái tát phiến bay răng cửa, đồng thời hắn duỗi tay một xả, trực tiếp đem thanh niên bên hông ngọc bội xả xuống dưới. Thanh niên bất quá thánh công tu vi, lúc này đối mặt quảng thành không hề có sức phản kháng, mắt thấy ngọc bội bị đoạt hắn tức khắc hoảng sợ, vội vàng nói, hoa trĩ các chủ. Hoa trĩ nháy mắt xuất hiện ở hai người trung gian, nhíu mày nói, các hạ đường đường thần cảnh cường giả, chạy tới khi dễ hậu bối tính cái gì bản lĩnh. Quảng thành thưởng thức ngọc bội cười nói, đừng nói phía sau lưng, chính là hắn tổ tông tới cũng không hảo xử này ngọc bội tiểu gia liền nhận lấy, hiện tại, lập tức lập tức cho ta đại nhân đem bản đồ lấy ra. Hoa trĩ tuy rằng là thần cảnh tu sĩ, nhưng cũng chỉ là thiên nguyên cảnh, hắn biết chính mình không phải quản thành đối thủ, suy tư luôn mãi sau lựa chọn ẩn nhẫn, hắn nâng dậy thanh niên, nhàn nhạt nói, nói đi, muốn cái gì bản đồ. Chương 608, hố hóa vương địch bổ thứ năm càng thấy quảng thành tam hạ hai chỗ nghĩ tạm lý hảo tào ngụy cũng không ngại trực tiếp lấy ra da dê cuốn nói có quan hệ cái này rừng rậm sở hữu bản đồ ta đều phải ta nếu có thể tìm được ngươi nơi này vậy thuyết minh ngươi thật sự có bản đồ ta không có gì kiên nhẫn đừng làm cho ta chờ lâu lắm hoa trĩ cùng thanh niên tự biết tào ngụy đoàn người đều không phải là người lương thiện lập tức cũng không dám nói thêm cái gì nhưng khi bọn hắn nhìn đến da dê cuốn thượng rừng rậm khi vẫn như củ nhịn không được đồng tử hơi co lại một màn này bị Tào Ngụy xem ở trong mắt, bất quá Tào Ngụy cũng không có hỏi nhiều, mà là đạm mạc nhìn chăm chú vào Hoa Trĩ. Có có có. Hoa Trĩ bị Tào Ngụy nhìn chằm chằm da đầu một trận tê dại, vội vàng lau đi một quả nhẫn không gian, sờ soạn nửa ngày lúc này mới lấy ra mấy cuốn bản đồ, hắn không hề giữ lại, tất cả giao cho Tào Ngụy. Thần Vượng Đại rừng rậm bản đồ đều ở chỗ này, còn có từ hồi thủy thành đi trước Thần Vượng Đại rừng rậm lộ tuyến, đều có. Hoa Trĩ không biết Tào Ngụy lai lịch, nhưng hắn kiến thức rộng rãi ở hồi thủy thành lăn lộn lâu như vậy hoa trĩ còn chưa bao giờ gặp qua bên người đi theo thần cảnh tay đấm người trẻ tuổi hiển nhiên tào ngụy lai lịch bất phàm ít nhất không phải hắn chọc đến khởi trung châu chính là như vậy nói không chừng nhà ai tử lầu nội ngồi ở người bên cạnh dùng bữa uống rượu người trẻ tuổi chính là nào đó đại tông môn đệ tử loại sự tình này đã không phải lần đầu tiên phát sinh ở hồi thủy thành hoa trĩ cũng minh bạch một đạo lý nên túng thời điểm vẫn là đến túng tào ngụy gật gật đầu lấy quá mấy cuốn bản đồ từ người đoan trang một phen sau xoay người rời đi Hồ Tiên Nhi cùng y mắt nhỏ mở lão đại nhìn Quảng Thành, ngày thường ở chung khi người này không phải rất hiền lành sao? Như thế nào trở nên lợi hại như vậy? Ngọc bội ta liền cầm đi, tái kiến. Quảng Thành tiêu sái rời đi, thẳng đến mấy người hơi thở biến mất lúc sau, thanh niên lúc này mới khí tạp nát một bên thiền bàn gỗ. Hoa trĩ, ngươi làm thiên nhất các các chủ thật sự không biết này mấy người lai lịch sao? Thanh niên tức giận nói, ngươi lại như vậy, ta cảm thấy thiên nhất các các chủ có phải hay không hẳn là đổi cá nhân. Hoa trĩ thần sắc đại biến, trực tiếp quỳ gối thanh niên trước mặt hoảng loạn nói kiều thiếu tông chủ bất giận này đoàn người thuộc hạ đích xác không có gặp qua a à? hoa trĩ thần sắc âm u nói thiếu tông chủ bọn họ rõ ràng là vì kia kiện đồ vật mà đến nếu bọn họ đích đến là thần vượng đại rừng rậm chúng ta đây không ngại tương kế tự kế kiều sầm nghe vậy không cấm thần sắc khẽ nhúc nhích cười nói vừa lúc đoạt lại thanh tâm ngọc ta lần này ra cửa không có dẫn người chờ ta triệu tập tông môn cường giả cùng đi trước dám trêu đến ta trên đầu lão tử quản ngươi là ai đều đến cấp lão tử nằm sắp xuống. Kiều sầm ánh mắt lạnh băng, sắc ý tràn ngập. Thiên nhất các vốn là hắn chuyên môn thiết lập ở hồi thủy thành sưu tập khắp nơi tình báo thế lực, lại không nghĩ rằng ở chính mình trong nhà còn có thể bị người đoạt. Hồi thủy thành bên kia, Tào Ngụy một bên xem bản đồ một bên nói, cũng không biết này thần vượng đại rừng rậm có thứ gì hấp dẫn bọn họ. Chúng ta vẫn là tiểu tâm vì thường ở tiến vào rừng rậm sau trước che giấu hơi thở, tùy thời mà động đi. Tào Ngụy cảm giác thần vượng đại rừng rậm còn có mặt khác hấp dẫn hoa trĩ cùng tên kia thanh niên đồ vật tồn tại đến nỗi có phải hay không chí tôn điện phủ truyền thừa của điện tàu ngụy liền không được biết rồi, bất quá vạn sự vẫn là tiểu tâm vì thượng. Đã lâu không đi qua đại rừng rậm. Hồ Tiên Nhi cười, các nàng mỹ tộc trời sinh đối tự nhiên tương đối thân cận, vừa nghe đến tàu ngụy muốn đi rừng rậm, lập tức nhạt nở hoa. Rừng rậm hẳn là có quả linh đi. Y tiểu cũng rất là chờ mong, nàng đã thật lâu không có nhìn đến quá tiểu yêu thú. Hẳn là sẽ có đi. Tàu ngụy cười, lắc đầu nói, nhưng đừng nghĩ chút chơi, ta xem thần vượng đại rừng rậm cũng là cái siêu cấp nguyên thủy rừng rậm bên trong cao dai yêu thú chỉ sợ không ở số ít này một chuyến vẫn là rất nguy hiểm biết rồi y tiểu cười hắc hắc đi theo tàu ngụy dần dần rời đi hồi thủy thành mấy người theo đại lộ hướng tới thần vượng đại rừng rậm đi đến dọc theo đường đi nhưng thật ra đụng phải không ít tu sĩ cái này làm cho tàu ngụy trong lòng giật mình chẳng lẽ thần vượng đại rừng rậm thực sự có cái gì thứ tốt hấp dẫn này đó tu sĩ lão tiền bối các ngươi đi thần vượng đại rừng rậm làm gì đi Tào Ngụy nhìn đến một người bước đi tập tỉnh thánh nhân cảnh lão giả, lập tức thần sắc cổ quái đi qua, rõ ràng là thánh nhân cường giả có thể đạp không mà đi, người này lại đi như thế thông thả, thực sự hấp dẫn Tào Ngụy chú ý. Khụ khụ, rảnh rỗi không có việc gì, đi rừng rậm chuyển động chuyển động. Lão giả nhìn mắt hơi thở nội liễm quản thành không cấm hai mắt mỏng manh, từ quản thành trên người hắn cảm giác được một cổ cực cường áp lực. Đừng cậy già lên mặt, nói thực ra, lão tử tuổi tác so ngươi nhưng lớn hơn. Quản thành nhưng không hiểu tôn lão ái ấu gì đó, hơn nữa hắn nói cũng không tật xấu, hiện giờ quản thành tính lên đích xác đã một ngàn hơn tuổi, sau cái này lão giả lớn tuổi cũng không phải là một năm hai năm. Lão giả xấu hổ cười, lòng bàn chân mặt du giống nhau hướng tới nơi xa chạy đi, hắn không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Nhìn nguyên bản bước đi tập tệ lúc này lại đột nhiên hóa thành lưu quan biến mất lão giả, tào ngụy tức khắc mày một chọn, lão nhân này không phải là cố ý như vậy, sau đó hố người tới đi. Lão giả độn ra vài dặm, thấy phía sau không người đuổi theo lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn vỗ vỗ ngực, hậm hực nói, còn hảo lão tử cơ linh thật vất vả giả thành không ai nhận ra bộ dáng tới nếu bị những người này lôi kéo dẫn đường ta chỉ định sẽ bị người nhận ra tới nhận ra tới lại có thể bắt ngươi như thế nào lão giả lắc đầu nói ngươi là có điều không biết này thần vượng đại rừng rậm bị ta hố tu sĩ không có một vạn cũng có tám nghìn một khi bị nhận ra tới ta khẳng định sẽ bị sống lột lão giả nói nói liền cảm giác không thích hợp hắn vội vàng xoay người nhìn lại lại phát hiện vẻ mặt ý cười tào ngụy ta à đi lão giả còn tưởng lưu rồi lại bị tào ngụy bắt được Tào Ngụy duỗi tay vung lên, kia tầng bao phủ ở lão giả trên người thần bí lực lượng nháy mắt biến mất, hắn trực tiếp biến thành một bộ người trẻ tuổi bộ dáng, hơn nữa lấm la lấm lép, vừa thấy liền không đứng đắn. Tào Ngụy cùng người này nơi khu vực này thường thường có tu sĩ đi ngang qua, khi bọn hắn nghi hoặc nhìn về phía Tào Ngụy bắt lấy người nọ khi, tức khắc có người hai mắt đỏ lên, sát khí tăng nhiều nói, cẩu tặc vương địch, lão tử diệt ngươi. Chuyển biến tốt nhiều đi ngang qua tu sĩ nhận ra chính mình, vương địch tức khắc sợ hãi trống nói, mau rải khai ta, rải khai ta. Tào Ngụy cười cười, thân ảnh vừa động liền mang theo vương địch về tới quảng thành mấy người bên cạnh người đem hắn ném ở một bên sau tào ngụy nói xem ra ngươi đối thần vượng đại rừng rậm hiểu biết rất nhiều a à, nói một chút đi ngươi lần này tiến đến lại là ý muốn như thế nào là nói tới đây tào ngụy giảo hoạt cười nói ngươi không thành thật ta liền hô xem ra vương địch đích xác chọc không ít người thấy tào ngụy muốn kêu người lập tức sợ tới mức mặt xám như tro tàn hắn uể oải nói hảo 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 ta nói ta nói thần vượng đại trong rừng rậm tạo hóa vô số có rất nhiều cao giai tiên thảo linh dược, bất quá đều từ đồng cấp yêu thú trong coi, người bình thường căn bản lấy không được, mà ta phía trước chính là phụ trách tổ chức thu xếp tu sĩ câu dẫn yêu thú, sau đó ta lại tùy thời hái tiên thảo. Vương địch cười hắc hắc, nói, bất quá ta bắt được tiên thảo sau liền lưu. Chương 609, mau chết già thần vượng, bổ, thứ sáu càng. Quảng thành đám người quá dị nhìn lấm la lấm lét vương địch, không biết nói cái gì mới hảo loại này lừa người khác dẫn dắt rời đi yêu thú chính mình đi trích tiên thảo người một khi bị người bị hại bắt lấy khẳng định sẽ đem hắn lột da cũng khó trách vương địch sợ hãi tào ngụy hô lên thân phận của hắn xem ra ở thần vượng đại rừng rậm vương địch có thể nói là xú danh rõ ràng nhìn một lần nữa dịch dung thành một bộ lão giả vương địch tào ngụy có chút vô ngữ nói vậy ngươi hiện tại có thể nói cho chúng ta biết thần vượng đại rừng rậm rốt cuộc có thứ gì ở hấp dẫn những cái đó tu sĩ sao vương địch đáng kinh cười nhỏ giọng nói ngươi thật sự muốn biết ngươi lại vô nghĩa quảng thành nâng lên bàn tay tức khắc sợ tới mức vương địch trục trục đầu hắn hậm hực nói tuy rằng thần vượng đại rừng rậm vẫn luôn đều có rất nhiều tạo hóa nhưng vài thứ kia cũng chỉ có thể hấp dẫn thánh tôn tả hữu tu sĩ đã đến tuy rằng ngày thường xâm nhập thần vượng đại rừng rậm tu sĩ rất nhiều nhưng cùng lúc này đây so sánh với quả thực không đáng nhắc đến vương địch thần bí hề hề nói các ngươi biết thần vượng đại rừng rậm vì sao kêu thần vượng đại rừng rậm không vương địch nói xong liền hối hận nhìn thần sắc bất thiện mấy người cũng không dám nữa úp úp mở mở lập tức nói này phía nguyên thủy rừng rậm sở dĩ được xưng là thần vượng đại rừng rậm là bởi vì tục truyền ngôn mấy trăm năm trước có một đầu thần cảnh viên hầu ở rừng rậm chỗ sâu trong tòa hóa hơn nữa vẫn là tam tài cảnh thần vượng lời này vừa nói ra ngay cả tào ngụy đều có chút kinh ngạc một tòa rừng rậm cố nhiên có siêu cấp yêu thú sinh hoạt nhưng nhiều lắm cũng liền dừng bước bát giai đừng nói thần cảnh yêu thú chính là cửu giai yêu thú đều sẽ không lại đãi ở trong rừng rậm cái kia trình tự yêu thú sớm đã cùng nhân tộc trí lực sắp xỉ rất nhiều vì theo đuổi càng cao trình tự đều sẽ lựa chọn hóa hình tiến vào tu sĩ thế giới ma kỷ chính mình. Mà sẽ không vẫn luôn đãi ở trong rừng rậm mãi cho đến tọa hóa đều không rời đi. Tào Ngụy mày nhăn lại, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Chẳng lẽ là bởi vị trí tôn điện phủ truyền thừa cổ điện duyên cớ? Tào Ngụy càng nghĩ càng cảm thấy cái này suy đoán rất có khả năng chính là sự thật, hắn nhìn chầm chầm vương địch nói, chẳng lẽ những cái đó tu sĩ tiến vào thần vượng đại rừng rậm cùng kia đầu tọa hóa thần vượng có quan hệ? Vương địch kinh ngạc nhìn Tào Ngụy, vuốt mông ngựa nói, các hạ quả nhiên tuổi trẻ đầy hứa hẹn tâm tư kín đáo, một đoán liền đoán được, ta đối các hạ bội phục chi ý từ như. Được rồi được rồi, nói cụ thể điểm. Tào Ngụy đáy lòng một trận buồn nôn, tổ chức vương địch ác liệt hành vi. Trước mấy tháng thiên nhất các tu sĩ ở thần vượng đại rừng rậm chỗ sâu trong ngoài ý muốn phát hiện một khối khổng lồ thi cốt, căn cứ xác định sau phát hiện là một đầu thiên nguyên thần cảnh yêu thú lưu lại, bất quá nó chết đi nhiều năm, cốt cách nội tinh hoa đều đánh mất. Vương Địch Ngưng Thanh nói, bất quá nó cũng đã chết không đến 10 năm hơn nữa từ cốt cách thượng miệng vết thương có thể xác định, nó là bị viên hầu một loại yêu thú cắn đứt xương sống lưng mà chết. Tào Ngụy hai mắt ánh sao nổ bắn ra, nói, có thể ở thần vượng đại rừng rậm giết chết thiên nguyên thần cảnh yêu thú tồn tại, chỉ sợ chỉ có một. Không sai. Vương Địch nói, trừ bỏ trong lời đồng tọa hóa tam tài cảnh thần vượng, lại vô mặt khác yêu thú có thể làm được tình trạng này. Hắn hưng phấn nói, ta trước kia cũng là thiên nhất các tình báo bộ một viên, lúc trước ta đi theo đại bộ đội đi trước rừng rậm chỗ sâu trong tra xét chân tướng thời điểm ngoài ý muốn phát hiện một cái thật lớn dấu chân, dấu chân di lưu khủng bố hơi thở là bình thường thần cảnh vô pháp có được, bất quá kia cổ hơi thở lại cường trung mang nhược, hiển nhiên trung khí không đủ, cho nên chúng ta cảm thấy, kia đầu tam tài thần vượng thọ nguyên rất nhiều, khả năng sắp sửa tọa hóa. Vương Địch nói nước miếng bay tứ tung, sau lại một đoạn thời gian, chúng ta thật cẩn thận thâm nhập tới rồi rừng rậm chỗ sâu trong, ở nơi đó phát hiện ngủ say trung thần vượng. Nó đã lão không thành bộ dáng, hơi thở suy nhược, chỉ sợ tùy tiện tới một cái thần cấp tu sĩ đều có thể đánh nghiêng nó. Tào Ngụy mày nhăn lại, nói, ý của ngươi là, này đó tu sĩ là vì thần vượng mà đến. Nhưng là như vậy tin tức trọng yếu, thiên nhất các như thế nào sẽ bại lộ cấp ngoại giới. Nghe được Tào Ngụy nói sau vương địch không cấm lộ ra xấu hổ chi sắc, nói, ta mới vừa không phải nói sao, phía trước ta là thiên nhất các một viên sao, nhưng là bởi vì một lần rượu sau nói lỡ, không cẩn thận đem việc này công bố đi ra ngoài cho nên ta đã chạy ra thiên nhất các. Tào Ngụy dở khóc dở cười nhìn vương địch, thằng nhãi này quả thực không phải cái gì thứ tốt, thiên nhất các đuổi kịp như vậy một người đệ tử cũng là bọn họ bất hạnh. Quý công tử, ngài xem ta nên nói không nên nói đều nói, có phải hay không hẳn là thả ta đi. Vương địch đôi tay xoa trưởng, nhìn chầm chầm tào ngụy. Bất nói nhảm, đằng trước dẫn đường, ta muốn đi kia lão thần vượng nơi ở. Vương địch nghe vậy tức khắc vẻ mặt đưa đám nói, đại gia ngươi tha ta đi, hiện giờ kia khu vực tất cả đều là thiên nhất các tu sĩ, ta muốn mang ngươi đi chỉ sợ là có đến mà không có về, ngài xem ở ta như vậy thành thật phân thượng, thả ta đi. Ta đây liền đem lộ tuyến dấu vết ở ngọc giảng nội. Vương địch nói làm liền làm, trực tiếp lấy ra một quả ngọc giảng dùng linh thức đem hắn trong đầu đi trước lão vượng nơi ở lộ tuyến chút nào không lầm phục chế xuống dưới. Tính, ta cũng không vì khó ngươi, về sau thiếu làm hố người hoạt động, miễn cho bị người băm uy cẩu. Tào Ngụy đem ngọc giảng cầm ở trong tay tùy ý đảo qua, phát hiện lộ tuyến tinh tế sau liền lại không khó xử Vương Địch, đem hắn cấp thả chạy. Nhìn lòng bàn chân mạc du trùng mất Vương Địch quản thành kinh thường nói, loại này hãm hại lừa gạt lừa gạt tu sĩ người một khi bị bắt lấy khẳng định sẽ sống không bằng chết, ta vừa thấy đến hắn lấm la lấm lét bộ dáng liền buồn nôn. Ta cũng là, người này hảo chán ghét, vuốt mông ngựa cũng không có trình độ. Hồ Tiên Nhi tỏ vẻ tán đồng. Hơn nữa hắn khẩu khí hảo xú. Y tiểu bắt lấy bóp mũi tay nhỏ, nhíu mày nói. Tào Ngụy cười, phương địch loại này nhân vật hắn cũng không để vào mắt, ở xác định thần vượng đại rừng rậm phương hướng sau liền mang theo mọi người một đường đi qua. Nơi này khoảng cách thần vượng đại rừng rậm cũng bất quá vài dặm, khoảng thời gian trước trải qua sự làm mấy người khó được giải sầu, Tào Ngụy cũng không có sốt ruột, những người đó đi thần vượng đại rừng rậm mục đích cũng bất quá là kia lão đầu thần vượng, Tào Ngụy phỏng chừng cũng là mơ ước thần vượng thân thể cùng thần cốt, rốt cuộc kia chính là hiếm có luyện khí tài liệu. Nhưng bọn hắn làm cái gì cùng Tào Ngụy cũng không có quan hệ, Tào Ngụy mục tiêu là truyền thừa cổ điện, cho nên cũng không sốt ruột. Đoàn người không nhanh không chậm hướng tới thần vượng đại rừng rậm đi đến, lấy bọn họ tốc độ phỏng chừng không dùng được một canh giờ là có thể đến yêu long ngươi dựa theo ngọc giảng chỉ dẫn đi trước kia lão thần vượng ở địa phương nhìn xem xác định một chút hắn có phải hay không thật sự mau chết già tào ngụy truyền âm nói nếu ngươi đánh thắng được đảo còn hảo thuyết ta vừa lúc thiếu một phen linh khí lấy lão vượng xương cốt dùng dùng nếu đánh không lại chúng ta liền không cần trêu chọc dù sao cũng là tam tài thần cảnh lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa tào ngụy nhưng không nghĩ tự rước lấy họa quản thành hiểu ý gật đầu phá không mà đi Tào Ngụy ba người tiếp tục đi tới, nhưng gần qua 15 phút, liền có một đám người thình lình ngăn cản bọn họ đường đi. Chương 610, bị theo dõi. Mắt thấy bị người chặn đường tiệt hạ, Tào Ngụy lại chưa sốt ruột, hắn ngẩng đầu hướng tới này đàn ban ngày ban mặt ăn mặc y phục dạ hành tu sĩ nhìn lại, không cấm có chút bật cười. Này nhóm người trung có không ít quen thuộc hơi thở, đều là lúc trước những cái đó đi ngang qua tu sĩ, Tào Ngụy lúc ấy vẫn chưa để ý, hiện giờ xem ra những người này thế nhưng là theo đuôi chính mình, không cần đầu tưởng liền biết những người này là thiên nhất các phái tới người nọ đi xa, thuộc hạ nhanh nhẹn điểm, các chủ muốn chúng ta sống trảo người này. Cầm đầu hắc y nhân thấp giọng quát, phía sau mười mấy danh hắc y tu sĩ tức khắc hiểu ý, bay thẳng đến tàu ngụy xung phong liều chết mà đến, này nhóm người cảnh giới đều là thuần một sắc thánh tôn, mà làm đầu người nọ còn lại là thánh nhân, lần này đối mặt đều là thánh tôn tàu ngụy lại dựa vào nhân số ưu thế mạnh mẽ công tới, vừa thấy chính là thiên nhất các chuyên môn huấn luyện sát thủ. Nhưng bọn hắn nếu là hiểu biết tàu ngụy, nói vậy sẽ không như vậy xúc động. Hơn 10 người đằng đằng sát khí vọt tới, mỗi người trong tay đều cầm chói lọi trường đao, cái này làm cho Hồ Tiên Nhi cùng y tiểu sắc mặt đại biến, người tới không có ý tốt, bọn họ sát tâm thực trọng. Yên tâm. Tào Ngụy tùy tay vung lên, cửu u diễm nháy mắt bốc lên dựng lên, chúng nó hóa thành một đạo ngọn lửa kết giới đem nhị nữ hộ ở trong đó, miễn cho đã chịu hắc y nhân đánh lén. Mà Tào Ngụy còn lại là đôi tay phụ với phía sau, lẳng lặng chờ đợi hắc y nhân đã đến. Ta làm ngươi trang bức. Thấy Tào Ngụy gợn sóng bất kinh thả mặt mang tươi cười đứng ở bất động, cầm đầu hắc y nhân tức khắc cảm thấy chính mình uy nghiêm đã chịu khiêu khích lập tức tăng mạnh trong tay linh lực đao mang càng thêm mãnh liệt bay thẳng đến tào ngụy đón đầu bổ tới mắt thấy tào ngụy liền phải bị phách làm hai nửa hắc y nhân tức khắc một trận ảo não trách cứ chính mình quá hành động theo cảm tình nếu là trực tiếp một đao chém tào ngụy hắn cũng không hảo cùng các chủ công đạo nhưng mà lúc này lưỡi đao đã là rơi xuống nhưng hắc y nhân lại nhịn không được hai mắt mảnh xúc thánh nhân phẫn nộ dưới chém xuống một đao lại bị trước mắt tên này gần thánh con người trẻ tuổi cấp trắng xuống dưới hơn nữa càng quá mức chính là, hắn dùng chỉ là hai ngón tay. Không những như thế, hắc y nhân còn kinh tủng phát hiện chính mình thế nhưng không nhổ ra được. Đột nhiên, tào ngụy ngón tay thượng bỗng nhiên sáng lên lôi quang, hắc y nhân cảm giác được hơi thở nguy hiểm, lại kinh hãi phát hiện chính mình căn bản tùng không khai tay. Quanh! Lôi quang đại phóng, màu bạc lôi đình theo thân đao nháy mắt ở hắc y nhân tay phải thượng nổ vang, liên quan hắn cánh tay phải đều bị tạc huyết nhục mơ hồ, chỉ còn quần áo liên tiếp mau đoạn rớt cánh tay thật lớn lực lượng nháy mắt quanh bay hắc y nhân này hết thảy phát sinh ở trong chớp nhoáng còn lại hắc y nhân còn không có phản ứng lại đây sao hồi sự đã bị đột nhiên bay ngược mà ra đồng bạn đâm bay hơn nữa ở bọn họ bị đụng phải đồng thời lôi quan lại lần nữa nổ vang trực tiếp đem mười mấy danh cấp hắc y nhân quanh thương tích đầy mình bên này náo nhiệt một màn đưa tới đi ngang qua tu sĩ chú ý có không ít người tận mắt nhìn thấy đến tào ngụy một người đánh phế một đám hắc y nhân toàn quá trình bọn họ nhìn chằm chằm tào ngụy để lại cái tâm nhãn đã hoàn toàn đem Tào Ngụy trở thành nào đó siêu cấp tông môn xuống núi du ngoạn công tử ca. Bọn họ cũng không có quá mức kinh ngạc, hiển nhiên loại sự tình này ở hồi thủy thành đã xảy ra đã không ngừng một lần hai lần. Một đám hắc y nhân bị lôi quan phế bỏ tu vi, một đám cùng lợn chết giống nhau quỳ rạp trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, Tào Ngụy tùy tay xã hội cửu u diễm, xoay người cười nói, chúng ta tiếp tục đi thôi. Tùy tay giải quyết này đang tiến đến trả thù chính mình tu sĩ, Tào Ngụy tựa như chụp chết một con rùi bỏ giống nhau đơn giản, hắn đều lười đến truy cứu thiên nhất các gì đó, ở tàu ngụy xem ra, không có gì tất yếu, càng không có lạc thú. Hồ Tiên Nhi hai người gật gật đầu, từ ban đầu hoảng loạn đến hiện giờ bình thản, các nàng phản phất nhớ tới tàu ngụy phía trước ở Nam Vực Tây Vực đã làm sự, không cấm cảm thấy giải quyết một đám thánh tôn tu sĩ đối tàu ngụy mà nói thật sự liền cùng ăn cơm giống nhau đơn giản, nhị nữ đi theo tàu ngụy phía sau, rời xa này phiến cháy đen nơi. Thẳng đến tàu ngụy ba người hoàn toàn đi xa, qua không đến 15 phút, một người che mặt tu sĩ đột nhiên từ một bên cỏ cây nhảy ra tới, hắn nhìn chằm chằm không ai sống sót hắc y nhân sắc mặt trầm xuống nhanh chóng biến mất ở trong rừng cây đệ nhất phân đội 17 người không một tồn tại đều bị giải quyết đang đi tới thần vượng đại rừng rậm một khác con đường thượng một đội xa hoa xe nghiền trận trượng 10 phần ở trung tâm trên xe ngựa lúc trước xuất hiện người nọ đứng ở xe ngựa một bên hướng tới bên trong xe ngựa người ta nói nói lúc này hoa trĩ cùng kiều sầm chính thương thảo như thế nào ứng đối mặt khác khả năng xuất hiện thế lực ở nghe được tin tức này sau hai người tức khắc nhíu mày hoa trĩ không vui nói không phải nói đối phương có thần cảnh cường giả bảo hộ không cần dễ dàng ra tay sao tên kia thần cảnh cường giả đã không còn nữa để nhất phân đội đều là bị cái kia người trẻ tuổi diệt lời này vừa nói ra kiều sầm tức khắc cao mày hắn trầm tư thật lâu sau lúc này mới mở miệng nói phái thứ bảy phân đội đi nhớ kỹ đánh cái chết kiếp là được xe ngựa ngoại người nọ nghe vậy thần sắc khẽ biến hắn không biết tào ngụy rốt cuộc như thế nào đắc tội vị này đại gia thế nhưng chọc đến hắn phái ra thứ bảy phân đội phải biết rằng thứ bảy phân đội 50 người nhưng đều là giết người vô số thánh nhân đỉnh cường giả. Đối phó một người thánh tôn mà thôi, này đội hình chẳng phải là quá mức với khoa trương. Nhưng hắn vẫn là nghe từ mệnh lệnh, biến mất ở rừng cây giang. Xem ra người này sau lưng thế lực không đơn giản, đến chọc tới hảo hảo thẩm vấn một phen, nếu bọn họ mục đích cũng là lão thần vượng, chúng ta đây vừa lúc có thể diệt trừ một cái tai họa ngầm. Kiều Sầm vẫn chưa đem Tào Ngụy để ở trong lòng, tự hồ giải quyết Tào Ngụy bất quá là hắn thuận tay vì này, bất quá người này cẩn thận thói quen, hắn nhìn hoa trĩ nói, trong tông môn cao thủ ngày mai liền sẽ đến, đến lúc đó từ bọn họ giải quyết thế lực khác người, lão thần vượng liền giao cho ngươi. Hoa trĩ khóe miệng vừa kéo, vừa định nói chuyện lại bị kiều sầm đánh gãy. Ngươi không phải nói lão thần vượng gần đất xa trời, ngươi một ngón tay là có thể giải quyết sao? Là là. Hoa trĩ hận không thể cho chính mình hai cái miệng tử, hắn có từng nghĩ tới kiều sầm thế nhưng sẽ làm chính mình thường. Khi chính là tam tài thần cảnh, liền tính mau chết và chọc nóng nảy cũng không phải chính mình thừa nhận được xem ra vẫn là chính mình đánh giá cao kiều sầm ở tông môn thực lực có lẽ kiều sầm căn bản triệu tập không tới quá nhiều nhân thủ chẳng qua những lời này hoa trĩ chỉ, chỉ có thể ở trong lòng oán trách một chút rốt cuộc kiều sầm tông môn phóng nhãn toàn bộ trung châu vẫn là rất có quyền lên tiếng lúc này tào ngụy ba người sớm đã tiến vào thần vượng đại rừng rậm không khí thanh tân làm ba người tâm tình rất tốt hồ tiên nhi vui sướng vạn phần đi ở tào ngụy phía trước đi đường tư thế cũng biến trở về từ trước nhìn kia vạn vẹo kiều mông tào ngụy bất đắc dĩ thở dài một tiếng vừa muốn trêu chọc lại đột nhiên ánh mắt biến đổi tàu ngụy thân hình chớp động nháy mắt xuất hiện ở hồ tiên nhi hai người bên cạnh người đôi tay cắt kéo một người nhanh chóng hướng tới phía trước nổ bắn ra mà đi mà tại hạ một giây vô số lưu quan đột nhiên ở nhị nữ nơi vị trí nổ tung một cái động lớn thình lình xuất hiện